trời ơi, thịt gì mà thúi dữ vậy không biết nữa à. Thịt gì mà thúi, không ai chịu nổi luôn. Thịt gì mà thúi quá trời thúi. Thúi sao ai chịu nổi được Kim? Kim chịu nổi sao được hay vậy? Trời ơi, trời, con thúi quá. Quá, ai địch vậy ta? Kim. Kim địch đó hả? Trời ơi, đó thúi dữ vậy. Thịt gì mà thúi dữ vậy Kim? Thúi quá trời thúi. Không ai chịu nổi hả? Hay vậy? Sao Kim chịu nổi được hay vậy? Trời ơi, trời ơi. Kim chịu nổi được, phái Kim quá. Trời ơi. Sao bà Kim địch dữ vậy? Địch gì thúi dữ? Thúi quá trời thúi luôn à. Trời ơi, ai địch vậy? Đêm. Kim địch đó hả? Trời ơi, nó thúi quá trời thúi. Thúi xong rồi chịu nổi luôn á trời. Xong rồi Kim địch được hay vậy? Hả? Thôi thúi một cái luôn á. Thúi hai ba cái luôn. Trời ơi thúi quá trời thúi. Thôi không Kem. Thế thúi thấy chết. Thúi